chiều tới đến đêm cãi bát thanh bành, vậy mà cơm canh vẫn cứ ngon lành, cả nhà thương nhau. Cảm ơn bạn đang ghé thăm Nhà Có Hai Người. Hãy cùng khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng cô cô nhé. Ôi sao lạ quá sáng nay, bốn mắt trợn tròn, hồi lâu mới nhớ ra là mình về chung đôi Nhà Có Hai Người. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với Nhà Có Hai Người, một không gian mà có lẽ mọi người đã rất quen thuộc với giọng nói của Tuko, với hành trình đi kết nối với các gia đình, các cặp đôi để có thể nghe họ chia sẻ câu chuyện của chính họ. Họ đã gặp nhau làm sao và tình yêu đã nảy nở như thế nào? Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ với cặp đôi khách mời ngày hôm nay. Hãy cùng nghe họ giới thiệu một chút xíu nhé. Xin mời. Em chào anh Tuko và các khán thính giả của chương trình Nhà Có Hai Người. Em tên là Đan Anh, em đang ở Phú Thọ và hiện tại em đang làm giáo viên dạy nhảy ạ. Chào Đan Anh, một cô giáo dạy nhảy. Thế còn anh Trang? Em chào anh Tuko và mọi người đang nghe chương trình ạ. Em tên là Trung Anh, thì em cũng ở Phú Thọ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Thế là cặp đôi song anh, bọn em yêu xa. Em yêu xa. Có lẽ rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều cảm xúc để chia sẻ trong ngày hôm nay. Nhưng mà trước tiên thì bây giờ thì anh lại đang ở Sài Gòn, Đan Anh thì ở Phú Thọ, còn Trung Anh thì lại đang ở Hà Nội. Ba người thì ở ba nơi khác nhau. Và có lẽ rằng là để cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay trở nên gần gũi hơn, chắc là anh sẽ có một vài câu hỏi khởi động ban đầu để chúng ta cùng tham gia nhé. Và tất nhiên là câu hỏi ngày hôm nay cũng sẽ liên quan đến câu chuyện tình yêu của bọn em thôi. Câu hỏi đầu tiên anh sẽ đọc lên, sẽ đếm 1 đến 3 và hai người sẽ phải trả lời làm sao cùng nhau để xem câu trả lời có trùng khớp với nhau không nha. Câu hỏi đầu tiên, hai bạn đã quen nhau được bao lâu? Ok chưa? Hai bạn thống nhất với nhau là sẽ tính theo tháng hay theo ngày nào? Tháng ạ. Tháng đúng không? Rồi anh đếm 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3, bắt đầu. 8 tháng. Bên kia mất tín hiệu à? Em không biết. Mặc dù là có một sự chênh lệch nhưng mà 8 tháng là câu trả lời mà hai bạn đưa ra. Thế là chính xác là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng em? 3. Vậy tức là được hơn 8 tháng rồi. Rồi, cũng là một tình yêu chớm nở. Và câu hỏi tiếp theo, món ăn mà người kia thích nhất là gì? 1, 2, 3. Cái gì anh ấy cũng ăn được. Bún cá đúng rồi. Rồi, thế còn Trung Anh, bạn Đan Anh thích ăn món gì nhất? Mì tôm bỏ nước anh ạ. Ăn đâu mì tôm bỏ mì. Mì tôm bỏ mì là chỉ ăn nước thôi á? Vâng. Nhưng mà trong nước đây có cái gì không hay chỉ nước mì không thôi? Chỉ nước mì không đấy, sẽ không có cái gì hơn. Ôi Đan Anh, sao sở thích của em lạ thế? Em cũng không biết. Nhưng mà em ăn mì nó không quen, thế là Trung Anh toàn phải ăn hộ em mì xong em uống nước. Nhưng mà Trung Anh ơi, nếu mà bạn gái có sở thích như thế thì mình đỡ tốn kém nhở? Đâu có đòi hỏi đúng đi nhà ạ. Hàng hay là trà sữa hay là bánh trái các thứ đâu đúng không? Không bao giờ đòi uống trà sữa, chỉ đòi ăn nước mì thôi nhở. Chắc là Đan Anh phải có bí quyết làm sao để trị mụn như nhở? Vì ăn như thế chắc nóng lắm. Em cũng không biết, da mặt em nó cũng trộm vía lắm anh ạ. nó không lên mụn bao giờ. Rồi, đến câu hỏi tiếp theo. Nơi mà hai bạn thích đến nhất là ở đâu? 1, 2, 3. Quán trà đá. Cái gì? Trung Anh nói cái gì cơ? Nhà em. Nhà em à? Còn Đan Anh là quán trà đá. Thế có phải nhà Trung Anh là bán trà đá không? Không ạ, nhà anh ấy làm ảnh. Thế bây giờ bọn em thử lý giải vì sao Trung Anh lại nghĩ là Đan Anh thích nhà em nhất. Tại vì em hay đòi lên đấy. Chắc là yêu xa nhiều cho nên là cứ đòi về nhà Trung Anh để gặp đúng không? Vâng, đúng rồi. Thế là Đan Anh đã đến nhà Trung Anh bao nhiêu lần rồi? Nhiều lắm anh ạ, em cũng không đến. Thế là đã ra mắt bố mẹ rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Cả hai gia đình đều biết. Không thể đếm xuể à? Vâng. Thế còn quán trà đá thì có cái ý nghĩa gì hay là ký ức gì trong câu chuyện của bọn em sâu đậm không? Không, chắc là do sở thích. Một là em sẽ ở nhà Đan, hoặc là hai là Đan sẽ đưa em ra quán đấy. Đúng chỉ một quán đấy thôi, sẽ không đến quán nào khác nữa. Quán đấy ở Hà Nội hay là Phú Thọ? Cũng ở Phú Thọ, ở nơi Đan đang ở. Có phải là nơi bọn em gặp nhau lần đầu tiên không? Dạ, không phải. Ok, để anh xem nha. Cái câu này hơi khó hiểu một tí này. Tính cách mà người kia ít thể hiện ra nhất. 1, 2, 3. Làm nũng. Trung Anh là lâu lâu làm nũng này. Thế còn Đan Anh thì đúng sao rồi. Trung Anh? Là cậu hay thể hiện ra cảm xúc buồn ấy. Lâu lâu là hay thành nàng thơ đúng không? Một chiếc lá rơi cũng làm Đan sao xuyến. Nhưng mà cái Đan Anh nói là Trung Anh lâu lâu cũng hay làm nũng cũng hay nhỉ. Cái nét làm nũng như nào hả Đan Anh? Như kiểu trẻ con ấy anh. Em kể cho mẹ em, thi thoảng mẹ em cũng buồn cười. Bình thường anh ấy khá là trầm tính, ít nói các thứ. Xong rồi thi thoảng
giống như kiểu mấy đứa trẻ con mà kiểu hay kiểu muốn đòi anh mua kẹo ấy các thứ. Đấy, ông ấy hay thế. Trong mắt em cái hình ảnh thế có dễ thương không? Có dễ thương này. Lúc đầu mới yêu nhau anh ấy chả thế đâu. Em có cảm giác kiểu anh ấy không yêu em. Sau một thời gian em kiềm anh lại không được. Ừ. Nhưng mà cái cảm giác không yêu đấy là như thế nào? Là do anh ấy ít nói quá, anh ấy ít thể hiện tình cảm à? Vâng, không hay nói ra bằng miệng, kiểu anh toàn âm thầm anh làm ấy. Ừ. Thế đến thì em không biết, xong rồi em trách. Theo em thì em cảm nhận thì đến khoảng tháng thứ mấy thì Trung Anh bắt đầu là cởi mở và thể hiện cảm xúc nhiều hơn? Tháng thứ 3, thứ 4. Và lúc đấy anh ấy không còn che giấu cái gì với em nữa, cũng không giấu cảm xúc mấy. Thế thì cũng đang cái câu hỏi này, anh sẽ hỏi luôn là bọn em bây giờ đã thực sự là bộc lộ hết tất cả con người mình cho đối phương chưa? Em nghĩ là em là rồi. Em cũng thế, em cũng rồi. Thế thì anh lại hỏi tiếp một câu nữa là vì sao lại đến tháng thứ 3 hay là cần nhiều thời gian để bọn em có thể cởi mở với nhau nhiều hơn và sống đúng với con người thật của mình, có thể phô bày tất cả mọi thứ, từ những cái xấu, từ những cái chưa được đẹp cho đối phương biết? Thật ra thì có một thời gian em không dám mở lòng ấy. Đầu tiên là em kiểu ý định thăm dò ấy, xong rồi bắt đầu kiểu thời gian này có lẽ là nó thực sự là một mối quan hệ nghiêm túc ấy, em mới bắt đầu bộc lộ tất cả ra. Ừ. Thế còn Đan Anh thì sao? Em là thoải mái ngay từ đầu hay là em cũng cần một thời gian? Em là thoải mái ngay từ đầu anh. Lúc đầu yêu em thì em cũng biết là Trung Anh như thế nào, quá khứ, chuyện tình cảm, chuyện gia đình của Trung Anh như thế nào ấy. Thì lúc mà yêu anh ấy là em đã xác định là, nghĩa là không thể làm anh ấy buồn được ấy. Anh ấy phải lo nhiều thế thì em sẽ không đến để làm anh ấy buồn. Thế là ngay từ đầu em đã tạo ra một cái cảm giác để cho anh ấy cảm thấy là em là người anh có thể tin tưởng. Anh nghe đến đây thì anh đoán có phải là trong mối quan hệ này Đan Anh là người chủ động tấn công Trung Anh từ những ngày đầu tiên đúng không? Từ cái lúc mà bọn em mới bắt đầu quen nhau ấy, là lúc đấy em cũng có kiểu gạ gạ ấy, cũng thử xem như nào ấy. Thế là em cũng thấy anh ấy trả lời kiểu hời hợt lắm, chắc lúc đấy cách nói chuyện của em nó chưa được ấy. Thế là thôi cứ nói chuyện anh em bình thường, tâm sự với nhau. Đến khoảng chắc tầm 2 năm sau từ lúc mà mới bắt đầu nói chuyện với nhau, thì lúc đấy em cũng chia tay được một thời gian rồi. Em cũng tâm sự với cả Trung Anh. Thế xong rồi là bẵng đi một thời gian thì em mới nhìn thấy cái story ấy, xong rồi em định là thử với anh này xem sao, biết đâu được. Thế là em vừa mới hỏi là anh có ý định yêu đương không thì anh bảo là không, anh cảm giác như kiểu anh chưa chăm lo được cho ai nên là anh sẽ không yêu đâu. Xong rồi tự nhiên hy vọng nó bị dập tắt đi anh. Xong rồi em thôi luôn. Thế là đến sáng hôm sau anh ấy nhắn tin cho em, anh hỏi là thế em có thích ai chưa. Xong rồi em mới bảo là em chưa thích ai. Xong anh tỏ tình em, xong rồi em yêu nhau. Nhanh thế á? Vâng, thế. Nhưng mà Trung Anh này, lúc mà em nhận được cái câu hỏi của Đan Anh lần đầu tiên là hỏi em là đã quen ai chưa ấy, thì em có đoán được là cô gái này cũng đang có ý với mình không? Em có, kiểu em nhìn thấy cái điều đấy rõ ràng ấy. Nhưng mà xong kiểu cái suy nghĩ đấy nó tự dưng nó nảy ra trong đời em nghĩ là kiểu mình chưa lo được cái gì ấy. Hôm sau tự dưng đầu em lại nảy ra cái là hay thôi cứ tỏ tình đi, biết đâu nó lại đâu vào đấy chẳng hạn, chuyện đâu sẽ có đó ấy. Không, thế là đúng là chuyện đâu sẽ có đó đến tận bây giờ thật. Đúng là tình yêu nó là cái duyên nhỉ, nó đến một cách rất là tự nhiên, nhiều khi mình chuẩn bị tâm lý hay là mình chờ đợi, mình tìm kiếm chả được, nhưng mà bỗng một ngày thì từ một cái câu nói rất là vu vơ, nó chưa phải là một cái gì sâu đậm, nhưng bây giờ bọn em lại đã đến với nhau và xây dựng tình cảm được 8 tháng rồi. Thế thì dùng 3 cái tính từ để nói về đối phương ấy, bọn em cảm nhận được ở đối phương thì bọn em sẽ dùng những tính từ gì? Đẹp trai. Rất nhiều vệ tinh đúng không? Làm sao mà thoát xong được? Rồi đến lúc mà em cầm được nick ấy, đấy em mới biết. Xong phải vội đi xóa tin nhắn chứ. Rồi tính từ tiếp theo là gì? Chu đáo. Rồi cái thứ ba là dở hơi, có được tính không anh? Kiểu dở hơi cũng được em. Dở hơi là một cái tính chất rất là nổi trội chứ. Bây giờ dở hơi lắm. Nhiều lúc em còn bảo là hay là anh quay lại như lúc đầu đi được không? Em không chịu nổi. Như cái hình mẫu lúc đầu mà em chưa tiến sâu và tìm hiểu đúng không? Như kiểu boy lạnh lùng lúc đầu ấy. Rồi, thế thì đến lượt Trung Anh đi. Ba tính từ em dành cho Đan chắc là một là tăng động. Cũng dễ hiểu nhỉ. Nói chung là cô giáo dạy nhảy thì phải nhiều nhiều năng lượng đúng không? Vâng. Rất là trẻ trung, hiện đại. Tất cả đều kiểu liên quan đến tăng động này, hoạt bát này, hòa đồng. Thôi cái đây ba cái đấy anh gom vào một thôi. Coi như là anh không khen em xinh à? Ừ đấy. Một cái đầu tiên là coi như là kiểu hướng ngoại đi, cởi mở. Rồi cái thứ hai. Chu đáo. Biểu hiện của chu đáo là gì?
có một lần ấy, mẹ em nhờ mua 10 gói yến mạch ấy. Tức là mẹ em chỉ nhờ mua một thôi mà đàn mua rất là nhiều, xong rồi không lấy tiền của mẹ em ấy. Thật ra có thể là mọi người cảm giác nó là một món quà bình thường, nhưng mà em cảm giác đấy là một sự chu đáo, một sự quan tâm đến người nhà của em ấy. Giờ cái thứ ba là cái gì? Xinh đẹp hả? Xinh đẹp và... Thế không phải xinh đẹp à? Từ từ được không? Được. Xinh đẹp này. Còn điều thứ tư là rất hay quan tâm đến cảm xúc của em ấy. Hay để ý đến... Thế mình sẽ dùng từ gì được nhỉ? Nhạy cảm mà. Hay là nó cũng nằm trong cái từ chu đáo luôn nhỉ? Cái chu đáo đấy bao gồm người nhà em ấy. Kể cả từ cháu em hoặc là từ mẹ em đến ông bà em chẳng hạn. Đan sẽ đều hỏi thăm xong rồi mua kẹo cho bọn trẻ con ấy. Xong thì cả cũng sẽ đi chơi bọn trẻ con, kiểu vui đùa bọn nó. Rất thế... là được lòng mọi người xung quanh đúng không? Vâng. Thế bọn em mới yêu nhau được khoảng hơn 8 tháng thôi mà lại còn yêu xa nữa. Thế thì đến cái thời điểm nào bọn em quyết định đưa nhau về thăm gia đình hai bên, lại có một cái mối quan hệ mà nó cũng khá là gần gũi với bố mẹ, ông bà và mọi người xung quanh như thế? Bây giờ em cảm giác em nên yêu theo kiểu phát xác định đi hẳn đến hôn nhân luôn đấy. Em muốn cho mọi người trong nhà em biết ấy. Đây là người mà em đã có một cái xác định là sau này em sẽ lấy cô ấy. Nó hơi khó diễn tả một chút, nhưng mà nó sẽ bao gồm trong hàm ý là mọi người sẽ biết đến cô ấy giống như là vợ tương lai của em. Anh hiểu ý của em, nhưng mà lúc đầu bọn em đến với nhau ấy, chỉ là thử thôi, nó rất là tình cờ. Nhưng mà đến thời điểm nào thì em nghĩ là đây là người mà mình muốn đi đến trọn cuộc đời cùng với mình? Em cảm thấy là từ tháng thứ hai rồi. Kiểu đang để ý rất nhiều đến cái cảm xúc của em, kể cả sức khỏe của em nữa. Em cũng là kiểu người không chịu được lạnh. Mỗi lần mà ra đường mà hơi dính gió lùa một tí là em đã bắt đầu cúm, cảm giác ốm rồi. Đang kiểu mỗi lần thì em phong phanh là kêu rời lên. Đi mặc áo. Thế là cái từ mà chu đáo là đúng là dành cho Đan Anh đấy. Thế hai người đều chu đáo, gặp nhau thì chắc là chả có gì phải phàn nàn với nhau nhỉ? Có lẽ vậy. Thế bọn em có nghĩ rằng là đối phương cần phải thay đổi điều gì không? Có cần Trung Anh phải bớt đẹp trai đi để có bớt vệ tinh không? Có anh ạ, em muốn anh ấy tăng cân lên. Cho béo lên luôn à? Vâng, em muốn anh ấy 70 cân cơ, nhưng mà anh ấy cứ... Bây giờ bọn em đang ở yêu xa thì làm sao mà em có thể chăm được? Thế có ý định là sẽ làm thế nào để có thể là ở gần cạnh nhau và em chăm cho anh mập lên được không? Em sẽ lên ở cạnh anh đấy vào một ngày không xa. Yeah, bọn em đã có kế hoạch đấy chưa? Em có rồi. Thế thì có thể chia sẻ được không là cái kế hoạch đó bọn em sẽ tiến hành như thế nào và nó có ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại của em không? Vì bây giờ em đang đi dạy nhảy ở Phú Thọ đúng không? Và nếu mà chuyển như thế thì nó ảnh hưởng nhiều đến em không? Và em nghĩ đấy có phải là một sự hy sinh không? Em nghĩ là không ạ. Tại vì cái nhảy của em thì nó cũng không nhất thiết là phải offline trực tiếp. Em cũng có thể kèm một online, nó chỉ là hơi khó hơn một tí thôi. Với cả nó sẽ ít học sinh đi hơn một tí. Nhưng mà lên đấy học make up một thời gian, học make up nó cũng nhanh, tầm khoảng 6 tháng gì đấy. Thì chắc là thời gian đấy nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em mấy. Thế là anh nghĩ là em là một người rất là cởi mở, năng động nữa, cho nên là bây giờ có ném đi chỗ nào thì mình vẫn sống tốt đúng không? Dạ vâng. Thế thì tại sao không phải là Trung Anh về với em mà là em lại phải đi theo Trung Anh? Vì dù sao ở Phú Thọ cũng là quê hương của bọn em cả. Tại vì em thích đi, em không ở một chỗ lâu được. Với lại anh nghĩ là chắc bọn em cũng còn trẻ này, và đi ra Hà Nội thì nó sẽ có nhiều cơ hội hơn cho bọn em có thể phát triển công việc của mình đúng không? Thế hai công việc của bọn em nó có bổ trợ gì cho nhau không nhỉ? Công việc của em sẽ có chút trái ngược với Đan ấy. Thì em làm Photoshop ảnh cưới ạ. Đan hiện tại thì đang đam mê nhảy. Thật ra thì lúc đầu em cũng nói chuyện với Đan rồi, em cũng bảo là nếu mà em cảm thấy cái việc của em đang tiến triển tốt ấy, em cứ tiếp tục tiến triển công việc của mình ấy. Còn cái việc của anh thì có thể là sau anh có thể ngồi làm online cũng được. Không sao cả, em cứ theo cái đam mê của em ấy. Em cũng nói với Đan thế, nhưng mà Đan lại thích là sau sẽ học make up, em sẽ đi học chụp thêm ấy. Để sau về mở studio. Anh nghĩ là bọn em đều trong cái tâm thế là rất là sẵn sàng để thay đổi làm sao để có thể là thuận tiện nhất để ở bên cạnh nhau đúng không? Thế trong cái quãng thời gian mà 8 tháng quen nhau yêu xa như thế, bọn em có nhiều cái khó khăn không? Ví dụ như là ghen tuông hay là ít gặp nhau thì sẽ cảm thấy thiếu thốn tình cảm? Em thi thoảng em có. Đó là có ghen hay cảm thấy thiếu thốn? Cả hai anh. Thế có bao giờ mà có cái trận ghen nào bùng nổ chưa? Cái lần ghen em ghen ghê nhất không phải là cái lúc mà bọn em đang yêu xa, mà là lúc bọn em đang ở gần. Còn tại vì anh ấy nhắn tin với con gái. Thì nó cũng là nhắn tin bình thường thôi, nhưng mà em vẫn thích ghen cho anh ấy dỗ. Thế là thuộc cái tiếp người mà kiểu hay ghen vô cớ đúng không? Ghen để gây sự chú ý à? Đúng rồi anh. Cái sự chú ý đây có đáng đáng yêu không hả Trung Anh? Có.
thỉnh thoảng thì như kiểu cái núi lửa phun trào ấy anh. Em thích thế, bảo sao cô ấy hay ghen là phải rồi. Thế Trung Anh có phải là một người ghen không? Ghen nhiều không? Em không biết ghen bao giờ đâu, em không bao giờ ghen. Tại vì anh nghĩ là với đặc thù công việc của Đan Anh nhá, là đi dạy nhảy này, xong rồi đôi khi có thể là mình sẽ có ăn mặc rất là thoải mái, hiện đại, trẻ trung, tiếp xúc với nhiều người khác xung quanh nữa, cái môi trường cũng rất là cởi mở. Thì có bao giờ em nghĩ đấy là một cái mối nguy, hay là có thể là cô ấy sẽ gặp gỡ nhiều người và em sẽ ghen không? Thật ra thì nếu mà bảo chỉ vì như thế mà em sẽ ghen hoặc là sẽ kiểu cấm ấy, thì em cảm thấy như thế em sẽ bị vô lý. Tại vì tính chất công việc của Đan là như vậy thì em cũng hoàn toàn là đồng ý. Với cả một phần em cũng tin tưởng Đan, nên là em sẽ không nghĩ là Đan sẽ làm gì em sai trái với em cả. Trong lòng thì cũng có cái cảm xúc này kia, nhưng mà mình hiểu đấy là đặc thù công việc và mình tôn trọng cái sự riêng tư của bạn ấy, đúng không? Em tôn trọng tại vì cũng có vài lần kiểu Đan mặc có chút thở ấy mà em không ở đấy được ấy. Em cũng nghĩ là đấy chỉ là tính chất công việc của Đan thôi, mình sẽ không nghĩ nhiều. Tại vì trong khi mà xong nhảy hầu như mọi người sẽ đều có một phong cách mặc như thế. Nên là em thấy cũng sẽ không có gì để phải suy nghĩ nhiều cả, em tin tưởng Đan. Thế thì bây giờ nếu mà để hỏi về những cái điều mà bọn em nghĩ rằng là bản thân hoặc là đối phương thay đổi ấy, để mối quan hệ tốt hơn, thì bọn em sẽ nói gì về bản thân và nói gì về đối phương? Em nghĩ là em nên bớt vô lý lại. Mặc dù dễ thương nhưng mà cũng nên bớt lại một chút, đúng không? Còn về anh ý thì chắc là cũng không có gì phải thay đổi, cứ như thế thôi. Bớt nũng nịu lại tí là được, đúng không? Cũng không cần thiết đâu. Nó cũng là một cái nét riêng nhỉ? Dạ vâng. Thế còn Trung Anh thì sao? Thật ra về phía Đan thì chắc là em cảm thấy là không cần phải thay đổi gì cả. Còn về phía em thì chắc là có bao nhiêu thời gian em dành thì chắc là em sẽ cố gắng dành cho Đan. Tại vì tính chất công việc của em là em phải ngồi máy tính rất nhiều ấy. Là gần như em sẽ phải ngồi trong cả một ngày. Trong cái thời gian đấy em sẽ phải làm liên tục, hầu như em sẽ không có nhiều thời gian dành cho Đan ấy. Thế thì anh thấy là mối quan hệ của bọn em nó không có nhiều cái khó khăn về cái việc là có hiểu nhau hay không ấy. Vì anh thấy bọn em chấp nhận đối phương, tức là cũng chẳng mong muốn đối phương phải thay đổi gì cả. Có thể là do bọn em tìm thấy một người phù hợp, và cũng có thể bọn em biết chấp nhận đối phương cả mặt tốt cả mặt không tốt. Thế thì cái khó khăn lớn nhất trong một mối quan hệ của bọn em nghĩ là gì? Chắc là anh ấy hay giấu cái cảm xúc của anh ấy. Nên là thi thoảng em sẽ không hiểu được. Nghĩa là anh ấy buồn xong cái đấy rồi anh ấy mới nói với em. Anh tự giải quyết được rồi thì anh mới nói với em. Thật ra thì bọn em yêu xa cho nên là em không muốn sẽ truyền quá nhiều cái năng lượng tiêu cực cho Đan. Nếu mà như thế thì Đan sẽ bị cái năng lượng tiêu cực của em nó kéo theo. Và sau đó thì Đan cũng sẽ giống như em ấy. Cho nên là hầu như em sẽ không muốn để lộ cái việc mà em bị thế nào đấy ra. Anh hiểu rồi. Tức là những cái chuyện mà Trung Anh giấu thì là những cái chuyện mà không có được vui vẻ lắm, và cũng trong cái khả năng chịu đựng hoặc là trong cái khả năng giải quyết, nên là cũng không muốn là mang cái năng lượng mà nó không được vui vẻ đấy cho người yêu của mình. Anh nghĩ đây là cũng là một cái tâm lý chung thôi. Kể cả Đan Anh cũng thế, ví dụ có chuyện gì mà tự giải quyết được thì cũng vẫn giải quyết, đúng không? Thế đấy là về phía Đan Anh. Còn nếu mà Trung Anh thì sao? Em cảm thấy cái khó khăn nhất trong mối quan hệ của bọn em là gì? Thật ra em cũng không tìm thấy. Chắc nó dễ quá hả? Cái gì thì nó cũng dễ quá hả? Không phải, mà là hầu như em cảm thấy Đan không có gì để phàn nàn ấy. Về tất cả mọi thứ luôn, kể cả về gia đình hay là cá nhân Đan cũng thế. Khó khăn nhất chắc là về tài chính thôi. Tại vì nói là em đi làm thật, em đi làm xa, nhưng mà hiện tại em vẫn đang trong thời gian kiểu thử việc ấy, cho nên em chưa được gì cả. Nhưng năm nay là Trung Anh với Đan Anh là bao nhiêu tuổi nhỉ? Anh 22, em kém anh 4 tuổi. 18 tuổi. Ôi, bọn em còn trẻ quá mà. Anh nghĩ là với cái độ tuổi như thế nhá, trong cái suy nghĩ của anh thôi, là bọn em đã rất là người lớn, đã rất là chín chắn và rất là tự lập rồi. Bọn em đã có công việc riêng, biết kiếm tiền và có những cái suy nghĩ rất là người lớn rồi, và nghĩ nó rất là xa xôi rồi. Và anh tin rằng là với một cái sự nghiêm túc này, và bọn em cũng rất là gọi là có cái chí cầu tiến nữa, thì chắc chắn là bọn em sẽ trong công việc thì cũng sẽ có những cái thành tựu, và chắc chắn là bọn em cũng sẽ gặt hái được cái sự hạnh phúc, cái trái ngọt trong tình yêu thôi. Đấy vừa là cái niềm tin của anh, vừa là cái lời chúc của anh dành cho hai em nữa. Vì nghe độ tuổi của bọn em bây giờ còn trẻ quá, anh nghĩ là ở mỗi một cái độ tuổi ấy, nó lại có một cái áp lực riêng. Và như lúc đầu Đan Anh có chia sẻ là Trung Anh cũng nghĩ là chỉ quen khi nào mà mình cảm giác là mình lo được cho người con gái đấy thôi. Thế bây giờ cái gánh nặng đấy còn không Trung Anh? Thật ra cũng vẫn còn đấy. Kiểu còn nhiều ấy.
Tại vì thực ra em là con trai duy nhất trong nhà ấy. Em biết là em sẽ phải gánh vác nhiều thứ. Em lại còn là cháu đích tôn nữa. Em cũng phải thành công ấy. Sau này em cũng sẽ lo được cho gia đình. Ví dụ như Đam thế thôi, bây giờ có thể là bây giờ Đam cũng sẽ kiếm tiền được. Nhưng mà sau này thì không hẳn lại. Em sẽ nghĩ là em nuôi Đam cái thứ ấy. Nhưng mà nó cũng sẽ là một cái tâm lý chung của mọi người thôi. Em muốn lo cho gia đình của em. Em sẽ không muốn kiểu mọi người sẽ thiếu thốn cái gì cả. Bởi vì em nói thật, trong cái tuổi thơ của em thì em không phải là một người được quá nhiều thứ. Chính xác hơn là em sẽ không được chọn lựa gì. Đối với tất cả mọi thứ là sắp đặt. Cho nên là em muốn sau này gia đình của em, con cái của em hoặc là vợ của em nữa thì mọi người sẽ đều có một cái lựa chọn của mình. Mình cảm thấy thích gì mình sẽ lựa chọn cái đấy, thay vì sẽ phải đắn đo suy nghĩ bắt buộc phải chọn lựa cái này cái kia ấy. Nên là em cũng đang có một chút áp lực như thế. Anh nghĩ là cái áp lực trong cuộc sống nó có ở mức độ vừa phải, nó cũng rất là phù hợp để mình có động lực mình phát triển, đúng không? Đúng, tức là mình sẽ không nói về cái chuyện giới tính, nhưng mà ở mỗi một độ tuổi hay là cái vai trò của mình trong gia đình nó cũng ảnh hưởng đến cái tâm lý của mình rất là nhiều. Đan Anh cũng đã rất tâm lý khi mà ở bên cạnh em và hiểu cho những cái áp lực đấy của em. Với lại quay lại một cái ý mà em chia sẻ lúc nãy là cái việc mà từ nhỏ đến lớn em không có nhiều sự lựa chọn ấy, mọi thứ dường như rất là áp đặt. Thì có bao giờ mà trong một mối quan hệ bọn em cảm thấy là mình bị đối phương áp đặt cho nhau chưa? Em thì em không cảm thấy áp đặt gì cả. Trong mối quan hệ này cảm giác em được buông bỏ một cái thoải mái. Được sống với chính mình đúng không? Thế còn Đan Anh thì sao? Đúng rồi. Em cũng thấy thế, em cũng thấy không bị áp đặt, không có gì phải phàn nàn. Thế mối quan hệ của bọn em có bị tác động gì bởi gia đình không? Hai bên gia đình cũng đã đồng ý rồi đúng không? Nhưng mà trước kia bọn em có phải đấu tranh hay là phải thuyết phục gia đình nhiều không để gia đình tin tưởng vào mối quan hệ của bọn em? Đấu tranh thì cũng không hẳn. Ngày trước ấy, mẹ em cũng không để tâm mấy. Bởi vì em hay kiểu 1-2 tháng xong rồi kiểu 1-2 tuần xong là xong ấy. Thì mẹ em cũng còn này yêu đương cái gì ấy. Nó cứ linh ta linh tinh ấy. Ông bà cũng nói mà mày con gái con lứa mà mày thế này thế kia, mày cứ yêu anh này xong mày lại yêu anh kia. Xong rồi lại chia tay. Vừa thấy mới yêu được 1-2 tháng xong rồi lại thấy độc thân rồi. Thế là đến lần yêu Trung Anh là em có dẫn về nhà. Xong rồi bố mẹ em, ông bà em nữa có vẻ là có thể nói là không thích lắm. Nghĩ là còn bé yêu đương thế, xong rồi đến lúc không thấy đâu đúng không? Đúng rồi, thế này thế kia thì lại lấy ra. Bởi vì hàng xóm của em có một chị kiểu đã lỡ nên là ông bà em cũng bị ảnh hưởng suy nghĩ. Tức là thế sợ con gái mình cũng bị giang dở. Vâng. Xong rồi là lúc đấy thì em cũng còn nói, em bảo là cái này thì một mình con sẽ không thể nào mà thuyết phục được ông bà với cả bố mẹ. Hôm đấy em còn nói chuyện với mẹ em thì cái việc này con sẽ để Trung Anh làm. Ông bà bố mẹ sẽ tự đánh giá Trung Anh qua những cái hành động của anh ấy. Thì em nhớ là có một lần cũng là hiểu lầm thôi. Thế xong rồi là tối đấy mẹ em có gọi nói chuyện với em. Em cũng khá là suy nghĩ. Thế là hôm đấy em đi ra quán nước em ngồi. Thì có vẻ là bởi vì Trung Anh cảm thấy không ổn nên là hôm đấy Trung Anh gọi cho em. Xong rồi em với Trung Anh ngồi nói chuyện. Thì Trung Anh bảo với em là đợi anh về, anh sẽ về để anh giải quyết với gia đình, em không phải lo. Em cứ bảo bố mẹ như thế. Thế xong rồi là hôm sau, đúng hôm sau luôn là Trung Anh về. Trung Anh ngồi ăn cơm với nói chuyện với ông bà em. Chắc là lúc đấy ông bà em cũng thông rồi, cũng nghĩ thông suốt rồi. Thì ông em mới bảo với Trung Anh là bây giờ Trung Anh mà mang sính lễ đến rồi hỏi cưới là ông gả luôn đấy. Thế là ông rủ Trung Anh uống rượu, xong rồi từ đấy là Trung Anh đến không bị kiểu để ý nữa. Ngày trước Trung Anh đến nhà em cứ một tí là bị gọi về. Kiểu ông bà em sẽ kiểu đến giờ rồi đấy, không bảo bạn về đi à. Còn bây giờ thì coi như là nhà em cũng như nhà Trung Anh. Trung Anh đến được mà về cũng được. Bây giờ thì mọi chuyện đã rất là êm đẹp rồi. Nếu mà để chia sẻ lại cái cảm xúc lúc đấy thì Trung Anh lúc đấy cảm giác như thế nào và em bằng cách nào có thể vượt qua được sự thử thách của gia đình Đan Anh? Cái lúc mà đang nói chuyện với em ấy, em cũng kiểu ồ, thế sao lại kiểu như thế? Thì em cũng cảm giác là nó rất là nghiêm trọng. Thì hôm đấy em mới bắt đầu là thôi được rồi, về để nói chuyện với ông bà. Ít nhất thì nếu mà ông bà có không chấp nhận thì mình cũng sẽ không bị cái cảm giác kiểu mình không tốt ấy. Cho nên là hôm đấy em đang ở Bắc Giang, thế là em bắt xe về thẳng Phú Thọ. Thế là em qua nhà, em bảo với bà là bà ơi, chắc là hôm nay bà có hiểu nhầm ấy. Thực ra chuyện nó không phải như thế, cho nên là con mong là bà không hiểu lầm một con ấy.
Anh nghĩ là do gia đình của Đan Anh nghĩ là mối quan hệ của bọn em lúc đầu nó không nghiêm túc đúng không? Hoặc là nghĩ là Trung Anh không có thực sự là xem trọng mối quan hệ và chưa cảm nhận được rằng bọn em yêu nhau thực sự, cho nên là rất là sợ rằng là giữa bọn em xảy ra cái điều gì đó không hay đúng không? Nhưng mà cuối cùng thì gia đình đã nhìn thấy là bọn em rất là nghiêm túc khi mà đến với nhau nhỉ? Rồi. Sau đấy thì em cũng ngồi nói chuyện với ông, thì ông cũng cười nói vui vẻ với em ấy. Thì em cảm thấy thế là mừng rồi. Lúc nãy thì Trung Anh mới nói là rất là mong muốn rằng mọi người đều có cái quyết định riêng của mình, dù trong bất cứ chuyện gì hay là trong một mối quan hệ chung. Nhưng mà với bọn em ấy, gia đình ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của bọn em? Đặt trong trường hợp là nếu mà gia đình vẫn cấm đoán thì sao? Bọn em nghĩ bọn em có kiên quyết để theo đuổi cái cuộc tình này không? Và chấp nhận mọi điều? Có, tại vì đến lúc mà gia đình em kiểu thực sự là thoải mái với Trung Anh là nó cũng tốn một khoảng thời gian ý. Về tầm 2-3 lần rồi, đến tận lần thứ 3, thứ 4 vẫn còn bị để ý kiểu nói các thứ ấy. Lúc đấy thì em có bảo là về chuyện gia đình em thì một mình em không giải quyết được. Người nhà em sẽ tin tưởng vào lời nói của em, nhưng mà lại là qua hành động của anh. Thì bây giờ em để cho anh tự giải quyết. Nếu mà anh giải quyết được thì bọn mình sẽ có thể thoải mái hơn ấy. Em sẽ không làm gì cả, em để cho anh tự làm tất. Tại vì em nói cũng quá nhiều rồi, cũng không được ấy. Nên là em nghĩ là nếu mà kể cả có thế hay là thế nữa thì bọn em vẫn sẽ tiếp tục chứng minh cho mọi người thấy là mọi người có thể yên tâm về cái mối quan hệ này. Có nghĩa rằng là một mối quan hệ của bọn em có hạnh phúc, có trọn vẹn thì cũng phải đồng thời có cái sự ủng hộ và đồng ý từ gia đình đúng không? Thế thì anh thấy là bọn em có một cái sự tin tưởng ở nhau rất là lớn và kiên quyết với cái mối quan hệ này. Thế thì theo bọn em nhé, bọn em nghĩ rằng là một mối quan hệ để không chỉ là yêu đương đâu mà còn đi xa với nhau hơn nữa thì tiêu chuẩn hay là cái người mà đồng hành cùng với mình ấy phải là một người như thế nào? Em nghĩ là mình sẽ không nên đặt ra tiêu chuẩn cho bất kỳ mẫu người nào cả. Tại vì nếu mà có đặt ra tiêu chuẩn cho một ai đấy ấy, đến lúc yêu vào thì cái tiêu chuẩn đấy nó cũng như không. Nhưng mà ý anh là ấy, tức là mình sẽ không đòi hỏi là bạn này phải nấu ăn rất ngon, bạn này phải rất là đẹp, bạn này phải rất là khéo léo, bạn này phải công dung ngôn hạnh, nhưng mà giống như là có một cái lý tưởng chung ấy, tức là hai người phải cùng hướng về một cái điều gì đấy. Thì bọn em nghĩ là bọn em có cái điểm chung nào, một cái sợi dây kết nối để hai người có thể đồng hành với nhau trọn đời? Em nghĩ là biết cảm nào, cảm bây giờ thông nào? À, cảm thông à? Anh đang định bảo là bây giờ anh đếm 1, 2, 3 như là trả lời câu hỏi lúc đầu. Sự cảm thông nó sẽ giúp mối quan hệ của bọn em như thế nào? Do tính chất công việc nữa thì phải tiếp xúc rồi các thứ nữa, nếu mà hiểu được cho nhau ấy thì nó sẽ không xảy ra những cái cuộc kiểu cãi vã xong rồi đấy, giận hờn các thứ, hoặc là hiểu lầm không đáng có đúng không? Đúng rồi, nó sẽ bớt đi sự mệt mỏi cho người kia, biết quan tâm để ý đến những cái nhỏ nhặt. Thế còn với Trung Anh thì sao? Thật ra thì đối với em cũng giống như Đan đấy. Cũng là thấu hiểu cho người kia luôn. Vì tính chất công việc của em với Đan có chút khác nhau. Cũng là dậy sớm xong rồi phải về khuya ấy. Cho nên là bọn em cũng tôn trọng cái thời gian làm việc của nhau. Lúc đấy cũng sẽ không giận dỗi là tại sao em dành ít thời gian cho anh thế, tại sao anh không quan tâm đến em ấy. Thế bọn em sẽ không như thế, mà bọn em sẽ nghĩ là cả hai đều đang cố gắng trong từng ngày để hướng về một cái mục đích duy nhất là tương lai đấy. Cho nên là bọn em sẽ tôn trọng nhau và cảm thông, thấu hiểu cho nhau nhiều hơn, thay vì là cứ một chút lại giận hờn, một chút lại không dành thời gian cho nhau ấy. Mình đã yêu những cái sự khác biệt thì kể cả những cái sự khác biệt mà nó chưa được thực sự hòa hợp thì mình cũng phải hiểu cho nhau đúng không? Thế thì để mà nói về một cái kỷ niệm bọn em nhớ nhất, sâu sắc nhất, kể cả là buồn cười nhất, đáng yêu nhất nữa thì bọn em sẽ muốn kể về kỷ niệm nào? Kỷ niệm Đan kể chứ. Cái gì cũng Đan trước nhỉ? Cái gì cũng nhường cho Đan cơ. Kỷ niệm buồn cũng được, vì anh nghĩ là càng buồn càng đau mà vượt qua được nó lại càng sâu sắc, càng đáng nhớ. Em nhớ là lúc đấy là Trung Anh là về nhà chơi mấy ngày. Xong rồi em cũng có lên nhà. Thì hôm đấy em vô tình em vào phòng. Em thấy được một số ảnh kiểu cũ thôi, một số thứ quà. Lúc đấy em tức lắm anh. Lúc đấy kiểu máu em nó lên đến tận não rồi ấy. Thế là Trung Anh mới đi vào. Thì em thấy Trung Anh một phát, em cầm ảnh em vứt xuống đất, xong rồi em chạy lên em dọn đồ để em chuẩn bị em đi về. Em về Việt Trì luôn, em không muốn ở lại nữa. Lúc đấy thực ra là em cũng đang đợi ý lên để dỗ ấy. Nhưng mà em dọn xong hết đồ rồi, chưa thấy đâu.
Một lúc sau chạy lên thấy là đang khóc. Chạy lên xong ôm chầm lấy em luôn. Giật tay em ra khỏi cái ba lô của em ấy, xong cứ ôm lấy em thôi. Em cảm giác như kiểu là hôm đấy em chuẩn bị em thăng luôn rồi, em tắc thở luôn rồi. Anh ấy ôm chặt lắm. Xong rồi em mới bảo là tại sao đến tận bây giờ rồi mà vẫn còn giữ ấy. Thì anh ấy bảo là không phải là anh giữ, mà là lúc anh đi học, anh đi làm, anh nhờ mẹ đốt rồi ấy. Nhưng mà anh nhờ mẹ vứt đi rồi, nhưng mà mẹ vẫn cứ để đấy, chứ không phải là anh cố tình anh giữ. Thì lúc đấy em khóc, xong rồi em đánh, xong rồi em làm đủ thứ trên đời hết. Có được cái lời giải thích thì em có hài lòng không? Em phải xác minh anh ạ, em phải xác minh. Em không dễ tin như thế. Thế là em có hỏi mẹ, em phải xác minh chứ. Em không bao giờ mà em dễ tin người như thế. Thế xong rồi là thì cũng không phải cố ý. Ngày trước em cũng thế. Ấy xong rồi em cũng quên, vứt em cũng quên ấy. Chỉ có từ khi yêu Trung Anh là em mới không giữ lại những cái cũ nữa thôi. Còn trước kia là em giữ hết. Xong rồi là em khóc nguyên cả một buổi chiều. Cả chiều đấy anh ấy không làm gì cả. Anh ấy cứ ngồi, anh ấy ôm em thôi. Hôm đấy anh ấy khóc to lắm. Em bị ngạc nhiên, như kiểu là chưa bao giờ được khóc với anh. Xong rồi anh ấy bảo với em là đừng bỏ anh có được không. Anh xin đấy. Giống như kiểu là bây giờ mất em là mất tất ấy. Anh sẽ không chịu được như thế. Thế là anh cứ ngồi anh ôm em. Xong rồi em ngủ quên. Ngủ luôn hả? Xong em ngồi em khóc. Xong em ngủ luôn. Em ngủ luôn. Nhờ tiếng khóc của Trung Anh mà em ngủ luôn à? Tự dưng lại tỉnh dậy. Đấy, em vẫn nhớ là lúc đấy mình đang khóc. Lúc đấy đang buồn lắm. Đùng một cái mở mắt ra thấy vừa ngủ dậy. Em mới kiểu hoang mang, em không hiểu là em bị thế nào. Thế dậy cái thì em cũng chẳng nghĩ gì nữa. Thế lúc đấy Trung Anh có ngủ luôn không? Em không, em lúc đấy em giơ điện thoại lên để em tìm hàng đan. Anh tưởng lúc đấy mà hai đứa ngủ luôn thì thì không hiểu nổi. Nhưng mà đúng là nhờ cái lần quay lại của Đan Anh thì bọn em mới giữ được một quan hệ. Chứ lúc đấy mà Đan Anh mà xách ba lô đi luôn thì chắc là cũng chẳng còn gì để nói, đúng không? Đấy là kỷ niệm của Đan Anh. Nhiều nước mắt nhưng mà cũng là một cái sự kết nối và rõ ràng giữa quá khứ và hiện tại để bọn em có thể tin tưởng nhau nhiều hơn. Thế còn với Trung Anh thì sao? Kỷ niệm nào mà em nhớ nhất? Có một hôm em đi học về thì em có qua chỗ Đan chơi. Hôm đấy bọn em đi mua đồ ăn về, xong về nhà ngồi ăn ấy. Xong hôm đấy Đan kiểu làm mấy cái trò nhìn buồn cười lắm. Ngồi thế là mặt ngồi cứ ngẩn ra. Nhà đúng lúc lại ngẩn ra, không lại xì mũ một cái. Nào. Eo ơi. Hôm đấy em thề, đấy là lần đầu tiên em cảm giác kiểu em cười sảng khoái nhất trong cuộc đời em luôn ấy. Kiểu em được xả hơi sau những cái ngày mà kiểu em đi học xong em kiểu mệt mỏi ấy. Thế là sau này cứ mệt mỏi là về nhà kêu Đan Anh làm trò à? Vâng. Anh ấy toàn quay video lại thôi anh ạ. Thì mấy bạn yêu nhau thì anh thừa biết ra, hình đẹp thì ít lắm mà hình dìm thì nhiều. Em còn nhớ là có một lần em đòi chia tay, xong anh ấy up luôn ảnh em lên. Để chứng minh nhỉ? Anh up hết mấy cái ảnh đấy lên luôn, xong anh hỏi em là thế bây giờ có chia tay nữa không? Em bảo thật sự là em xây dựng hình ảnh trên mạng của em nó rất là đẹp. Em không thể phá vỡ nó như thế được. Anh phải biết là em ghi nhớ từng danh sách bạn thân của Đan một để em gửi hết cái ảnh để cho bạn của Đan mà. Mục đích của em là gì đấy hả Trung Anh? Là em khi mà Đan mà bảo chia tay ấy, em sẽ gửi hết cái đám ảnh dìm của Đan cho những cái bạn thân của Đan. À, đấy là một sự đe dọa hả? Dạ không, đấy là một quan chia tay. Em sợ lắm. Thế là vì sợ, vì giữ hình ảnh nên là quay lại. Vâng. Rất là dễ thương. Bây giờ sẽ là một câu hỏi cuối cùng đi. Nhìn lại một cái quãng thời gian cả quen nhau, cả yêu nhau cũng gần 3 năm nhỉ. Như thế thì bây giờ để mà nói về mối quan hệ này, hoặc là có cái lời gì đấy muốn gửi gắm cho đối phương, thì bọn em sẽ nói gì ngay lúc này? Cầu hôn em thì nhớ mua Milo với bánh tráng. Thế câu này là ai cầu hôn ai đấy nhở? Trung Anh cầu hôn em phải mua cái đấy, em mới đồng ý. Cái gì nhỉ? Milo với bánh tráng à? Em nhắc từ lúc mới yêu rồi là à, thế à? Cầu hôn em mà không có hai cái đấy là em sẽ không đồng ý. Thế là chị nhắn gửi ngắn gọn thế thôi nhỉ? Rồi, thế còn Trung Anh thì sao? Còn đối với em thì anh sẽ mua 10 thùng Milo và 10 thùng bánh tráng. 10 thùng bia đúng không? À, bia thì không anh ạ, em không thích bia không. Thế là đáp ứng là còn hơn cả kỳ vọng của Đan Anh đúng không? Cũng đáng xem xét đấy. Thế bây giờ anh có được hỏi thêm nữa không ta? Bạn em có nói nhiều về tương lai không? Bạn em có sợ nói về tương lai không? Bọn em không. Bọn em thường là nếu mà mình đối mặt với tương lai ấy, mình vẽ sẵn ra một con đường cho mình để mình đi ấy, thì điều đấy là
cả hai người đều nghĩ, đều sẽ nói với nhau, điều đấy sẽ thống nhất quan điểm. Nên là bọn em sẽ thường nói nhiều. Người ta thường nghĩ về tương lai với hai tâm thế, một là rất là mơ mộng, hai thì rất là thực tế. Và anh nghĩ là bọn em là tuýp người thứ hai đúng không? Đúng rồi. Tức là trong tầm với và trong cái khả năng và bằng cái sự cố gắng của mình, chứ không phải là chỉ là ước mơ xong rồi để đấy thế thôi đúng không? Và anh hy vọng là sẽ sớm thôi, sẽ đến cái ngày mà một cái tiệm tạp hóa nào đấy sẽ bán được 10 thùng Milo và 10 thùng gì nhỉ? Bánh tráng ạ. 10 thùng bánh tráng. Và đấy cũng là cái ngày mà đẹp nhất để Trung Anh tự tin nhất hay sẵn sàng nhất để có thể là cầu hôn Đan Anh. Và hy vọng là lúc đấy anh sẽ nhận được tin vui nhá. Nhớ là báo cho anh biết đấy. Dạ vâng. Ok, cảm ơn Đan Anh và Trung Anh rất là nhiều ngày hôm nay đã dành thời gian cho Tuco và Nhà Có Hai Người để chia sẻ những câu chuyện rất là đáng yêu, nhưng mà cũng trong đấy cũng có rất là nhiều những sự kiện quan trọng của hai em. Mà vượt qua được những điều đấy thì ngày hôm nay hai em đã có niềm tin vào nhau nhiều hơn để có thể hướng đến những cái tương lai gần cũng như là tương lai xa, nơi mà ở đấy có hai người trong một mái nhà, Đan Anh và Trung Anh. Và cảm ơn quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình Nhà Có Hai Người. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục giữ thói quen và niềm vui khi mà đến với Nhà Có Hai Người để lắng nghe câu chuyện của các cặp đôi khác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Chào mọi người. Chào mọi người. Sáng chiều chiều tôi đến đêm cái bát thanh bình, về bà cơm canh vẫn cứ ngon lành, cả nhà thương nhau. Cảm ơn bạn đang ghé thăm Nhà Có Hai Người. Hãy cùng khám phá câu chuyện của các cặp đôi cùng Tuco nhé. Ôi sao lạ quá sáng nay, bốn mắt trợn tròn, hồi lâu mới nhớ ra là mình về chung đôi, Nhà Có Hai Người.